Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố vừa được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cuối đường Thống Nhất và sát với lại quốc lộ 1A. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và được anh chủ nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Trong đó mình sẽ có một nhà vệ sinh, phòng tắm, xông hơi, có bồn tắm nằm. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có con đường ở phía trước căn nhà rộng lên đến 12m. Xe hơi, xe tải là di chuyển quay đầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là hướng ngược lại của căn nhà cũng như là con đường và là khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Điện nước âm, cây xanh thoáng mát. Khu này thì mới xây dựng được tầm cỡ khoảng độ hơn chục căn thôi. Thì cũng đang trong thời kỳ chuẩn bị xây dựng và hoàn thiện. Với căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, phục sản thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình được anh chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mặc làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp nhựa, hoa văn gỗ và đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng tham quan về căn nhà. Chỉ với giá hơn 6 tỷ là có nhà sống một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3m để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh bên ngoài được làm bằng sắt kiên cố và chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa để chỉ thiết kế bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được anh chị ốp ốp nhựa, ốp than tre cao lên kín tường và có đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và khu vực để xe này thì mình sẽ có một cái tủ giày dép cũng như là mũ bảo hiểm. Nếu khách hàng có nhu cầu để xe hơi vào bên trong thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này. Phòng khách đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình cũng có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt để mình làm phòng khách. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can được làm bằng kính cường lực và với mặt đá hoa cương, đá màu trắng vân mây. Ở phía đối diện thì mình sẽ có một cái tủ rượu được các chị đóng sẵn để tặng kèm lại hết khách hàng mua căn nhà này. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế để anh chị sắm sẵn tặng kèm. Có tủ bếp, cái bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương, đá vân mây. Và tặng kèm bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, lavabo rửa chân bát, kệ để chân bát, máy đong đếm gạo, máy hút khử mùi và tặng kèm cái tủ lạnh hai cánh lớn bên trong. Có sẵn hệ thống máy lọc nước và có máy lạnh. Cũng như là di chuyển ở khu vực phía sau sẽ có khoảng không gian chín tời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong được các anh chị thiết kế cũng như là xây dựng lên rất là cao để có thể lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Và một bên thì được anh chị thiết kế làm nhà vệ sinh, một bên thì anh chị thiết kế làm lavabo để rửa tay. Và cũng như là cái khu vực không gian phòng bếp từ bên trong ra bên ngoài. Một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và được các chị ông nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Cũng như là căn nhà mình thì là cuối đường Thống Nhất. Và đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà. Sẽ có một bộ cửa kính cường lực ở phía bên ngoài. Bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa để anh chị sắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi. Và mình có một cái tivi 65 inch cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng và được anh chị lắp ráp một cái máy lạnh tặng kèm. Và mình cũng như là cái khu vực không gian phòng
khách tầng lửng của căn nhà để di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ chính, thì trong đó anh chị full nội thất 3 phòng, còn làm phòng thì anh chị để trống. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ để chị để lại cũng như là tặng lại hết cho cái nhà. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để tham quan phòng ngủ đầu tiên. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ gỗ ăn cường, chống ồn, chống mối mọt. Và bên trong không gian phòng ngủ thì mình sẽ có giường rộng lên đến 1m8, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước thì mình sẽ có cửa đi ra ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Và có tủ quần áo 4 cánh rất là lớn, cũng như là máy lạnh tặng kèm và nhà vệ sinh riêng biệt. Với căn nhà mình thì có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m, cho nên là không gian nhà vệ sinh anh chị cũng thiết kế rất là rộng. Và hành lang cầu thang căn nhà cũng được anh chị thiết kế rất là rộng, có đi hệ thống đèn led và ốp than tre trang trí rất là đẹp. Di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với phòng ngủ số 2 này thì cũng được anh chị trang bị cũng như là đầy đủ nội thất bên trong. Đặc biệt phía sau mình sẽ có một cái cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m, và được cái chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Trong khu này thì mới cách đây khoảng 2 tháng thì mới hoàn thiện xong 2 căn thì đã bán hết rồi. Nhưng mà 2 căn hoàn thiện mới xong thì có diện tích ngắn hơn, và duy nhất căn nhà hôm nay thì sẽ có diện tích dài hơn với bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m. Cho nên chị thiết kế cũng như là cầu thang rất là rộng và có đi hẳn hệ thống chờ của thang máy. Nếu quý nhà có nhu cầu lắp ráp thang máy sau này thì cũng rất là thuận tiện. Mình có một cái ô giếng trời rất là rộng. Với ô giếng trời này thì mình có thể cầu thang này thì mình có thể lắp ráp được tất cả các loại thang máy, thì thuận tiện với hàng mua ở mở phòng công ty cũng như là kinh doanh đầu tư cho thuê. Chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh, thì quý hàng có thể sở một căn nhà nằm cuối đường Thống Nhất, thuộc đường Tô Ngọc Vân, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và là căn nhà nằm trong khu phân lô nhà đồng bộ, thì con đường rộng lên đến 12m. Con đường điện nước âm, cây xanh thoáng mát. Và di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ số 4 này thì anh chị đang để trống và có đi đầy đủ hệ thống điện để gia đình có nhu cầu làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung gia đình hoặc là phòng ngủ thì cũng rất là thuận tiện. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên sẽ là khu vực sân thượng của căn nhà. Thì mình sẽ có một cái phòng thờ ở phía trước, một cái sân thượng ở phía trước và một phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở phía sau căn nhà. Đây là khu vực không gian sân thượng phía trước căn nhà. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Đến cho đây liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cuối đường Thống Nhất, cũng như là sát với lại quốc lộ 1A, gần với lại bến xe ngã tư ga, và thuận tiện có thể di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Thống Nhất hoặc là con đường Hào Huy Giáp nối dài với lại Nguyễn Oanh để về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút là quý nhà sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà những video tiếp theo.